OK, các bạn xin chào tất cả mọi người ha. Bữa nay Covid quá mình cũng không có đi chợ được các bạn. Là ngày thứ ba rồi nha các bạn, 3 ngày mình mới đi chợ lần á, mà đi chợ giờ nó cũng khó khăn đó các bạn. Chợ bán phải chạy nha các bạn, bởi vì cấm chợ đó các bạn. Nên mình cũng mua mình để dành mình ăn từ từ ha. Cái này là chả tàu hủ kỳ ha. Thì mình sẽ xào cái cải này với cà chua ha. Còn thành phần mà để xào ở đây thì đơn giản các bạn, mày một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê muối ha, 3 muỗng cà phê đường ha, và đây là một muỗng cà phê bột sắn, và đây là Baro nha các bạn, Baro mình sắc ra rồi ha, và đây là dầu hào nha các bạn, dầu hào chay ha. Mình có chuẩn bị đậu hũ mình chiên, mình đang chiên đậu rồi các bạn. Rồi bây giờ đậu cũng vàng rồi nè các bạn, giờ mình vớt ra đĩa ha, bỏ chả vô mình chiên nha các bạn. Rồi bây giờ chả cũng vàng được rồi các bạn, mình lấy chả ra ha. Rồi cà chua mình cũng sắc xong rồi nè các bạn, mình lấy cái hộp ra riêng ha, còn hai trái mình chừa lại nha các bạn, nhiều quá ăn không hết ha, và cải này mình đem đi xào ha. Rồi giờ chả cũng nóng rồi, mình cho ba rô vô nha các bạn. Rồi mình cho cải vô ha. Rồi mình cho gia vị vô nha các bạn, hạt nêm ha, đường, muối, dầu hào luôn nha các bạn. Rồi mình cho cà chua vô luôn ha. Rồi mình đảo đều lên nha các bạn. Bây giờ cà với lại cải cũng chín rồi các bạn, mình cho bột sắn vô ha, nhắc xuống ha. Nếu các bạn ăn tiêu thì các bạn bỏ tiêu vô ha, mình không có ăn tiêu nha các bạn, mình cắt đậu hũ luôn nha các bạn. Cơm nha các bạn. Đây đậu hũ rồi các bạn. Mình chiên về mình ăn là cực kỳ ngon nha các bạn. Mình chấm với muối ớt rồi ha. Phải đem chuẩn bị thêm miếng chanh nữa các bạn. Đây là chả nha các bạn. Chả tàu hũ kỳ ha. Đây là dĩa cải xào với cà chua nha các bạn. Chén cơm, chén nước tương của mình đây ha. Xin mời tất cả các bạn, xin mời tất cả mọi người ha, dùng cơm với mình nha. Đây đậu hũ chiên nha các bạn, quá ngon. Ngon quá các bạn ạ. Cải xào vừa ăn ngon quá các bạn. Bạn biết không, bữa nay là bữa thứ ba các bạn đi chợ, đồ ăn này là 3 ngày đó. Tại vì dịch bệnh đó các bạn, cho nên mình cũng hạn chế đi lại đó. Mình mua một lần mình để mình ăn mấy ngày. Ở chợ giờ cũng cấm bán các bạn. Bên có post với bên Metro rồi thì còn ha, còn ngoài bán là chợ truyền thống là không có còn bán đâu nha các bạn. Đi lại cũng khó khăn các bạn, sợ dịch bệnh. Đồ hũ mà các bạn chiên vừa tới về rất là ngon. Chấm muối ớt chanh ha, không có gì bằng nha các bạn. Đồ hũ nhà mình thì mình không cần phải quảng cáo rồi, các bạn cũng biết rồi.
Ngon quá các bạn ơi, không tưởng được. À, nếu các bạn thấy thích cách mình chia sẻ thì các bạn nhớ bấm like cho các bạn cùng xem ha. Nhớ bấm đăng ký để xem video những món ăn mới của mình ha. Cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Và xin chúc tất cả mọi người gia đình hạnh phúc bình an nha các bạn. Trong mùa dịch này ha, hạn chế đi ra đường nha các bạn. Đi thì sử dụng khẩu trang, mình chính bản thân mình cũng vậy các bạn. Khẩu trang là quan trọng nhất trong thời điểm này. Bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn lại video sau ha.